Video dự đoán Công Phượng có thể nghỉ chung kết Môn On Park. Theo những thông tin mới nhất từ Trung Quốc, Công Phượng đã bị đau nhẹ ở những trận đấu đã qua của U23 Việt Nam. Dù không phải là những chấn thương nặng nhưng thể lực của tiền đạo xứ Nghệ không được đảm bảo. Theo nhà báo Minh Hải dự đoán, với một mẫu người cẩn trọng như SLV Park Hang-seo, bất kỳ vấn đề nhỏ nào liên quan tới cầu thủ cũng sẽ được ông cân nhắc kỹ lưỡng. Chính vì thế khả năng ông thầy người Hàn sẽ để Công Phượng đá dự bị, thậm chí không đá ở trận chung kết gặp Uzbekistan là rất lớn. Người sẽ đá thay Công Phượng nhiều khả năng sẽ là tiền đạo Hà Đức Trình. Xem video khác cùng chuyên mục.